Thật ra, có lần tôi quậy đến mức phải chuyển trường. Đó là vào năm lớp 8, mẹ tôi phải giấu ba chuyện này. Ba tôi ông ấy vốn với tư tưởng rất là phong kiến và độc đoán. Mãi đến sau này có cơ hội, tôi nói chuyện với ba trên một bàn nhậu. Ông ấy bất ngờ hỏi tôi: "Thế hỏi thật con này, con là con trai hay con gái con?" Lúc đấy tôi thật sự giật mình. Tôi không biết trả lời như thế nào nữa. Tôi rất muốn cho ba biết về giới tính của mình, nhưng tôi không nỡ. Tôi không muốn ông ấy phải buồn bởi vì cực khổ nuôi nấng một đứa con 19 năm trời mà lại phải thất vọng về nó. Nên tôi đã trả lời là: "Con là con gái, nhưng nó vẫn còn một vế sau nữa. Con cũng yêu con gái. Có lẽ đây sẽ là thứ mà tôi sẽ cất mãi ở trong lòng." Thực ra lúc đấy, nếu có nói cho ba biết về giới tính thật của mình như thế nào thì có lẽ cũng không quan trọng nữa đâu. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, tất cả những mối quan hệ xung quanh tôi bên ngoài họ đều biết, và gia đình có lẽ họ cũng biết, nhưng mà bởi vì họ không chấp nhận mà thôi. Lâu lâu họ vẫn có những cái câu hỏi bóng gió, chẳng hạn như: "Chắc tao mất giống quá, đến 25 tuổi mà con chưa có bồ thì ba gả cho." Thật lòng mà nói, tôi rất muốn cho ba biết, mẹ biết giới tính của mình như thế nào, nhưng mà ba mẹ tôi họ vẫn cần những thứ an lòng họ hơn, nên tôi quyết định gác lại cái tôi của mình.